TV 256 xin mến chào quý bà con cô bác, quý anh chị em thân mến. Và trên cái màn ảnh đó, quý anh chị em thấy đó, để TV mở cái lượng cái volume cái âm thanh lên cho quý anh chị em nghe rõ nha. Nếu đây đến nói thiệt đó, đây là cái điểm mà TV thấy nhà cầm quyền cộng sản đó chơi cái màn rất là hèn hạ. TV nói thẳng như vậy, rất là hèn hạ đối với người dân ở phường 6 quận Tân Bình đó, vườn rau Lộc Hưng đó. Thì quý anh chị em biết là cách đây vài ngày đó, cách đây vài ngày thôi thì có hội đồng liên tôn, thì hội đồng liên thôn thì rất có nhiều tôn giáo tham dự, thì trong đó có về Phật giáo thì có sư trụ trì của chùa mà của chùa gì ta tự nhiên quên mất à. Rồi chúng ta thấy có cái sự hiện diện của cha Lê Ngọc Thanh nữa. Đó, thầy Thích Công Thánh đó, chùa Liên Trì nha, chùa Liên Trì. Rồi cha Lê Ngọc Thanh rất có nhiều cha, rồi có bên Hòa Hảo Cao Đài đó. Thì đại khái là năm tôn giáo, đại diện của năm tôn giáo đến thăm bà con ở vườn rau Lộc Hưng, ở phường 6 quận Tân Bình. Nhưng mà điều mà đáng nói ở đây á, nói thiệt TV nói cái chế độ cộng sản nó vô cùng hèn hạ, là nó muốn ngăn cản tất cả những tiếng nói mà của hội đồng liên tôn. Thành ra đó nó đưa cái xe mà phóng thanh lên, rồi nó át tiếng nói của mọi người hết trơn á. Mình thấy đây là một cái hành động thô bỉ của một cái nhà nước gọi là cộng sản. Cái chế độ cộng sản nó, TV nghĩ trước sau nó cũng sụp đổ, vì nó là chống lại với toàn dân, nó chống lại với cả thế giới luôn. Thì quý anh chị em theo nghe đoạn này là nói thiệt, TV rất là bực mình, TV 256 rất là bực mình về cái vấn đề mà gọi là thấy không nè, chết đai của thủ đoạn bắt quốc vương, rồi vấn đề đất đai của Dương Triệu, rồi vấn đề 15.000 người đó, thấy không? Thấy trong khi mà thượng tọa Thích Công Tánh đang nói chuyện như vậy, họ đưa cái loa xe loa phóng thanh lên, họ la sùm trong đó, rồi làm sao mà người ta nghe được? Cái đây là một hành động rồi tôi thô bỉ rất là đốn mạc của cái nhà cầm quyền mà TV 256 cần phải lên tiếng. Nên tức gì đâu á, mình nghe, mình muốn nghe các vị tôn giáo có ý kiến về cái vườn rau Lộc Hưng. Mỗi người người ta có những cái ý kiến về vườn rau Lộc Hưng, thì mình phải nên tôn trọng những cái tiếng nói của những vị mà hội đồng liên tôn chứ. Nhà nước cũng cần phải lắng nghe chứ, đúng không? Đảng Cộng sản cũng cần phải lắng nghe chứ, lắng nghe những ý kiến của người dân chứ, tại sao lại dùng loa phóng thanh, dùng cái xe mà loa phóng thanh để mà làm cho mọi người không nghe được. Thế nên TV phải nghe tới nghe lui biết bao nhiêu lần mà cũng không hiểu được mấy cha hoặc là mấy thầy nói cái gì nữa. Nó bực mình á, rất là bực mình những cái hành động thô bỉ của nhà cầm quyền mà TV thấy cần phải lên tiếng. Một cái đất nước mà gần đến ngày Tết mà đi gọi là phá phách, rồi gọi là cưỡng chế, cưỡng chiếm á, gọi là ăn cướp á. Nói thẳng thẳng là hành động ăn cướp nhà, ăn cướp đất của người dân, để người dân không có nơi nương tựa. Biết bao nhiêu những hoàn cảnh đau thương như vậy của 212 căn nhà ngay đó, gần chục trăm chục ngàn người bị ảnh hưởng chứ đâu phải.
đến những con chó nó, con mèo nó cũng lang thang, nó không nhà không ở, không không cửa nữa, mà nó không biết gì lý do gì nữa, nó không biết tội ác từ ai gây ra đó. Hành động rất là thô bỉ của nhà cầm quyền, đi ác tiếng nói của người ta, đi cướp đất của người dân. Dù gì đi nữa thì cũng phải cho người ta thông báo sớm cho người ta chứ. Nói thì thông báo là 90 ngày mà mới có 2-3 ngày sau là đã đi cướp rồi, ai trở tay cho kịp. Trời đất ơi, biết bao nhiêu mà vật dụng sở hữu chủ của người dân ở đó rồi cày lên rồi rồi mất hết trơn à. Rồi bây giờ trở thành phi tang, rồi muốn trở thành một cái cánh đồng trống như vậy. Không? Đây là cái tội ác đó, tội ác kinh hoàng trong 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 cái lịch sử của dân tộc Việt Nam, trong cái thời mà gọi là thời bình đó, thời bình mà vậy đó, thấy không? Dòm thấy mảnh đất giống như là cày bom đạn, nó cày xéo đó, như là cái trận động động đất gì đó. Vậy làm sao chịu nổi? Và hôm nay đó thì nói chứ ngay cái channel TV 256 đang bị nhiều cái vấn đề, thành ra nó nhiều khi TV 256 không có thể xuất hiện được, thì TV rải ráng rồi là trong vài ngày tới nữa thì TV sẽ livestream thường hơn để mà trình bày với những cái tin tức đặc biệt trong quê nhà. Thì TV cho quý anh chị em nghe ở cái sự việc xảy ra ở Phú Hưng. Phú Hưng hiện tại 1-2 ngày nay đó thì cũng xảy ra biểu tình, đó là rầm rộ khắp nơi, người dân đi đòi đất, người dân đi đòi cái mồ mả của gia đình họ bị cưỡng chiếm. Thì TV sẵn đây TV cho quý anh chị nghe cái vụ mà cưỡng chiếm nha. Quý anh chị em đợi chút chút xíu nha, để TV lấy cái phao lên mới được. Đợi chút xíu nha quý anh chị em. Bữa nay là ngày 15 này nè. Đây. Thì quý anh chị em thấy đó, đó đồng bào gọi là hàng ngàn người á, hàng ngàn người. Cái phần này á thì TV để TV lấy nó ra đó, nó không phải rằng là để coi TV còn đang lọng cộng về cái này lắm nha, thành ra để thôi kệ nó. Ở đây vẫn còn chữ hội đồng liên tôn nha, quý anh chị em phải cẩn thận chỗ đó. Để tôi đưa cái này lên đây. Để lên. Rồi, không thấy rồi. Không thấy thì lại không thấy cái TV 256. Lộng cộng quá. Bây giờ tax phải nãy đừng có sửa ha, sửa lộn xộn thiệt, sửa rất là lộn xộn. Sửa rất là lộn xộn để TV hãy đưa cái mặt mình lên nữa chứ. Rồi. Đại khái quý anh chị em thấy đồng bào đang đi biểu tình đó, kéo biểu tình đó. Hiện tại coi TV còn lỏng cộng ba cái này lắm nha, mới đó, thành ra quý anh chị em thông cảm giùm ha. Đó, quý anh chị em thấy đồng bào đang đi biểu tình, để TV đưa cái âm thanh lên nữa chứ. Đưa cái âm thanh lên như thế nào đây? Được rồi.
ta? Đúng rồi đó. Đó, có âm thanh rồi đó, quý anh chị em. Đó, chúng ta thấy nhiều cái biểu ngữ, nhưng mà mới đầu thì TV tưởng đâu là những cái lá cờ đỏ sao vàng, chứ nhưng đâu không phải, tất cả những biểu ngữ đều mang cái màu đỏ. Thì đây là cái sự kiện đặc biệt ở Phú Yên, thưa quý anh chị em. Phú Yên mà đồng bào đến Phú Yên, đồng bào đến Ủy ban Nhân dân xã Quảng Xuân thì đồng bào đến rất là đông đảo để mà biểu tình trước gọi là Ủy ban Nhân dân xã Quảng Xuân. Rồi những cái biểu ngữ mà chúng ta thấy đó là sự thật, mà nếu mà dùng cái bảng đỏ mà cái chữ trắng thì dường như không có thấy rõ mấy. TV đang cố gắng đọc những cái bảng hiệu để cho quý anh chị em thấy, mà cũng rất là khó khăn. Quý anh chị em có thể đọc được mà. Để TV phóng lớn qua thấy rõ không? Trong cuộc biểu tình thì chúng ta thấy đa số là những phụ nữ mang nón lá nha. Và trong đó có rất nhiều trẻ em. Rất nhiều trẻ em gọi là đi theo với mẹ ha. Ủa sao mà không có TV 256 ha? Lạ vậy ta. Đúng là không trần nữa. Mình nghe tiếng nói nhưng mà... Rồi, được rồi. Thấy chưa kìa. Thấy rồi. Cảm ơn. Không biết làm sao thấy rồi. Rồi mình biết rồi, từ từ mình học rồi mình cũng biết thôi. Trả lại đất cho chúng tôi, đó là những cái đất mà nghĩa trang đó, những cái đất nghĩa địa đó, chúng ta thấy những cái biểu ngữ đòi đất nghĩa địa nè. Trời ơi, đất nghĩa địa là nơi mà ông bà tổ tiên của người ta, mà TV 256 á, nghĩ là cái đất nghĩa địa đó là cái đất mà linh thiêng của nhiều cái dòng tộc của Việt Nam. Thì làm sao mà nhiều gia đình Việt Nam như vậy, làm sao mà nhà nước có thể là nhẫn tâm rồi là đào cái đất nghĩa địa của người ta như vậy được, đúng không? Thành ra người dân rất là oán hận. Đừng có nói cả nước đó, tính ra đó là hàng mấy chục triệu dân oan luôn đó. M- m-
mấy chục năm nay rồi, mấy chục năm nay TV256 thấy đó là quá có nhiều cái buổi biểu tình mà đòi đất, dân oan đầy khắp nước hết trơn á. Mà nói thiệt là đến cả con chó mà con mèo nó còn cũng bị oan nữa. Con chó con mèo nó đang sống sung sướng ở trong cái những gia đình ở Lộc Hưng như vậy, mà tự nhiên bây giờ đó nó ra ngoài đường, nó không có nhà cửa, nó không có thức ăn, nó ăn mấy con chó con mèo nó cũng bị oan luôn á. Quý anh chị em thấy điều đó đó. Nếu mà nói oan luôn á thì chúng thì chắc quý anh chị em nên nhớ là cái đất nước mình á, đến mà hôm qua hôm kia TV thấy đó, người ta phải bỏ cái cây mà cây tiêu á, đến cây tiêu nó cũng bị oan ức luôn. Một cây tiêu đó thì đại khái là người nông dân trúng mùa tiêu, nhưng mà trúng mùa tiêu á thì xin lỗi quý anh chị em ha, TV cho bớt cái âm thanh tí xíu về cái biểu tình nha, để TV nói chuyện rồi quý anh chị em nghe rõ hơn. Đến mà tiêu á, cái hạt tiêu nó cũng bị oan nữa chứ đừng nói con người. Những cái hạt tiêu nó sản xuất nhiều cho người nông dân, mà rốt cuộc người nông dân phải bị đói, rồi phải bị bỏ canh tác tiêu đi, rồi sau này đó là sẽ không ai trồng tiêu nữa, tại vì bán ra mà không ai mua hết, tại vì cái nhà nước này nó không biết cách để mà quản lý, nó không biết cách quản lý thôi. Chứ sự thật là người dân mà khi mà người ta đầu tư, người ta canh tác để mà có tiêu mà sản xuất được nhiều á, thì lẽ dĩ nhiên là vai trò của nhà nước là đặc biệt là phải trưng dụng những cái hạt tiêu đó, mua lại những cái hạt tiêu đó cho người nông dân, và dùng cái hạt tiêu đó có thể là xuất cảng hoặc là làm những cái chuyện gì khác. Giống như những củ cải trắng đó, mà TV thấy cũng vậy đó. Những củ cải trắng tại sao nhà nước không mua để mà thu mua để làm kim chi, mà để người nông dân rồi là vứt bỏ như vậy. Rồi trái dải, rồi trái thanh long nữa, tất cả đều những cái trái cây mà trái nhãn nữa đều trở thành những cái trái rồi là trái cây mà bị oan đó, bị oan ức đó. Tại vì họ trúng mùa, người dân nông dân trúng mùa mà trái cây bị oan ức rồi là đổ bỏ xuống sông hết, đổ bỏ thành rác đó. Cái đó là do cái sự quản trị yếu kém của một cái nhà nước, một nhà nước mà gọi là cộng sản thì không thể nào mà thành công được. Một nhà nước mà làm á thì chỉ có một thôi, mà phá thì tới 10 lần, phá thì tới 10 lần. Một nhà nước như vậy đó làm sao mà chấp nhận được, đúng không? Thành ra đó TV chạy cái chữ mà quý anh chị em thấy đó là cái chế độ cộng sản này đó, nó sự thật là nó đã sụp đổ về cái chủ nghĩa cộng sản. Cái chủ nghĩa cộng sản thật sự nó đã sụp đổ. Chủ nghĩa cộng sản đó nó dựa trên cái nền tảng là vô sản chuyên chính và nền kinh tế tập trung, công nông trường, hợp tác xã. Thì rõ ràng TV thấy cái đất nước mình không còn hợp tác xã, công nông trường nữa, mà không còn nữa là vô sản chuyên chính nữa. Mình thấy bây giờ những người mà cầm quyền đó là những người rất là giàu có, phải không? Nó không phải là vô sản nữa, thì thành ra nó đánh đi, mất đi cái nền tảng của chủ nghĩa cộng sản rồi. Thì mình biết rằng là chủ nghĩa cộng sản đã sụp đổ. Nhưng mà một cái đau thương cho dân tộc Việt Nam á, là TV không bao giờ công nhận đó là cộng sản nó sụp đổ. Cộng sản sụp đổ là khác, chủ nghĩa cộng sản là khác. Cộng sản sụp đổ là những cái đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn tồn tại, đảng cộng sản Trung Quốc cũng vẫn còn tồn tại. Đó là điều mà mình phải đáng nói đó. Mình
nó không còn cộng sản mà nó vẫn lấy tên cộng sản, đó là cái vấn đề mình phải lên án. Mình lên án nó là gì? Vấn đề nó quá vô liêm sỉ, nó quá vô liêm sỉ, nó lấy gọi là nó bán đầu dê treo thịt chó, nó là vậy đó, treo đầu dê bán thịt chó, xin lỗi. Nó treo đầu dê bán thịt chó. Tại vì nó không còn là cộng sản nữa thì tốt hơn nó phải dẹp bỏ cái đảng cộng sản, giải tán cái đảng cộng sản, để làm đừng có làm khổ dân nữa. Hàng trăm ngàn dân mà mới tin tức vừa rồi đó, nó nói xuất khẩu lao động 140.000 dân xuất khẩu lao động, coi nó làm đau thương cho cái dân tộc này không? Cái dân tộc này đó là rất là thông minh, cái dân tộc này có thể làm được nhiều việc, chứ không cần phải đi ra ngoài mà làm việc mà tay chân làm việc vất vả như vậy, mà để xa vợ xa chồng, chồng xa vợ, rồi không có dạy dỗ con cái được. Nó làm cả bao nhiêu gia đình ly tán như vậy. Thành ra đó là một cái tội ác mà nó nghĩ rằng đó, nó làm thành công là nó xuất cảng trên 140.000 người. Nó nghĩ đó là điều tốt với nó, nhưng mà nó đâu có thấy được cái đau thương của cả một dân tộc như vậy. Đúng không? Gia đình ly tán như vậy đâu có cần phải xuất khẩu lao động. Tại sao mà phải người dân phải khổ sở như vậy? Một người con gái phải đi ra làm nơi xứ người, rồi làm dâu nơi xứ người, rồi chàng thanh niên đến cái độ tuổi mà lớn thì lại đi làm lao nô cho xứ người. Chịu không nổi, TV chịu không nổi, thành ra cần phải lên tiếng. Đó. Bây giờ đó thì qua cái clip vừa rồi đó, chúng ta thấy đó, thì chắc là mời vô trong ủy ban đó, những người biểu tình đó, chúng ta thấy trước mặt đây nè, chúng ta thấy cái cờ búa liềm nè, cái này là cái gì nè? Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm nè, trời ơi, làm sao mà chúng ta có thể hiểu được một cái gọi là Đảng Quang Vinh muôn năm mà hàng triệu dân oan như vậy? Mèo chó cũng là oan, rồi trái cây cũng là oan, mà làm sao gọi là Quang Vinh muôn năm? Đảng Cộng sản làm sao mà đứng trước gọi là tổ quốc như vậy? Chúng ta thấy không, cái bảng hiệu này nó cũng sai lầm rồi. Không có một cái đảng nào mà trước tổ quốc hết á. Và nó để cái huy hiệu búa liềm đây nè. Cái huy hiệu búa liềm đó là coi như là Đảng Cộng sản là trên hết. Người ta đọc từ trái qua phải thì cái búa liềm này là Đảng Cộng sản Quang Vinh muôn năm đó, rồi thêm cái búa liềm nữa là chết dân rồi. Đây là những cái đảng phản quốc. TV nói thẳng cho quý anh chị em, đây là đảng phản quốc mới nói rằng là Đảng Quang Vinh muôn năm, và lấy cái búa liềm mà đặt trước cái lá cờ, mà TV biết lá cờ này cũng không phải là lá cờ gọi là tổ quốc được. Lá cờ của Hồ Chí Minh mang về từ năm 1945 sau khi mà cướp chính quyền của Trần Trọng Kim. Thành ra đó, nội nó thấy đây nè, nó cái búa liềm thì màu vàng, còn cái sao này nó hết thành sao vàng rồi. Nó thấy nó đâu có coi trọng tổ quốc đâu. Cái này là nó cố tình nó nhập nhằng, nó thấy không? Nếu mà nó tôn trọng cái lá cờ đỏ sao vàng đó, thì nó sẽ là màu vàng đó. Đây nè, búa liềm thì màu vàng, còn cái lá cờ thì không có vàng. Thành ra đó, nó Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng đó là trung với đảng. Trung với đảng là phản quốc. Mình phải biết trung với đảng là phản quốc. Mình phải hiểu như vậy. Và Hồ Chí Minh đây là một tên gián điệp tàu. Một tên gián điệp tàu gọi là hành hạ cái dân tộc Việt Nam như vậy. Đúng không? Ông kêu gọi đốt cả trải giải Trường Sơn để chiếm cả miền Nam Việt Nam
Nhưng mà sự thật đó là một cái cuộc chiến nội chiến mà miền Nam người ta đâu có chủ trương để mà người ta đánh với nhau đâu, để mà trên 3 triệu đồng bào phải đổ máu đâu. Biết bao nhiêu quốc gia khác người ta cũng thống nhất, người ta cũng độc lập được, giống như Đông Đức, Tây Đức đó, người ta cũng độc lập được, người ta cũng thống nhất được mà người ta đâu có tốn xương máu như vậy. Mà tại sao đất nước mình phải tốn xương máu quá nhiều như vậy? Trên 3 triệu đồng bào Nam Bắc phải chết vì một cái cuộc nội chiến mà không cần thiết như vậy. Cái đó là tội ác của Hồ Chí Minh gây ra đối với dân tộc Việt Nam. Đâu có ai mà chủ trương là chia đôi đất nước vào Hiệp định Geneva 1954 đâu. Trong khi đó đó, miền Nam cũng có cử người tham dự Hiệp định Geneva đó. Đó là bác sĩ gì đó mà tham dự Hiệp định Geneva đó, là ông ta chỉ có biết rồi là ôm mặt khóc thôi. Không có ai mà chấp nhận cái đất nước mình bị chia đôi hết đó. Tại sao phải chấp nhận cái đất nước mình bị chia đôi như vậy? Đúng không? Chỉ có Phạm Văn Đồng đó với Hồ Chí Minh mới là hai kẻ bán nước đó. Phạm Văn Đồng mới giao Trường Sa, Hoàng Sa cho Tào Cộng đó. Đúng không? Tất cả vì mục tiêu giàu mạnh, dân chủ, công bằng, dân minh. Toàn là những cái khẩu hiệu sáo rỗng không à. Người dân đâu phải sống bằng những cái khẩu hiệu đó. TV256 sống ở nước Mỹ đó, chưa bao giờ thấy những cái khẩu hiệu như vậy mà đầy như vậy, mà ở một trong cái phòng như vậy, mà toàn là bị bợm người dân không à. Công bằng, dân minh, dân chủ là như thế này đấy hả? Công bằng, dân minh mà để cho hàng triệu dân oan xảy ra như vậy, hiểu không? Đủ thứ cái chuyện bất công là xảy ra hết. Dạ. Rồi sống chiến đấu, lao động gì nữa, tập học tập theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trời đất ơi, chẳng lẽ chỉ có Hồ Chí Minh mới biết làm chuyện đó hay sao? Một cái chuyện mà thô bỉ như vậy. Rồi TV xin mở mà lớn lên để nghe cho người dân nói cái gì nữa. Rồi cả bên cái môi trường nữa. Rá cầm mốc, cầm cuộc theo nhu sâu. Rồi hiện dư là con hồ đều là con tranh danh chặt cây chặt củi rồi lấp gạt để làm nghề địa. Để mà chiếm đất của thôn Xuân Hoa đó. Rồi thanh kể đó người dân Xuân Hoa đều lại bức xúc. Đợi đến ngày 15 tháng 1 rồi mà chưa có cái tình hình nói chứ cả. Chứ thay chỉ đó là người dân Xuân Hoa là phải bức xúc và đi đến tận nơi để mà hỏi ở đó. Chứ thay chỉ đó là như huyện có cái tình hình như thay đổi như trả lời cho được dòng họ và cho các gia làng đi biển để sau đi về thông báo người dân. Rất tiếc là TV256 chưa có được phép livestream ở trên YouTube, thành ra có rất là nhiều trở ngại, thành ra không có làm được. Thành ra mong quý anh chị em thông cảm cho nghe. Rồi nhưng mà cỡ sáng sau sau vài tiếng nữa thì TV sẽ phát cái đoạn video này lên trên cái nó gọi là Premiere đó. Dạ, thôi bây giờ TV cũng xin chào quý anh chị em nha. TV xin chấm dứt cái buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì hy vọng là sau này đó TV sẽ
livestream rồi là thường xuyên đến với quý anh chị em. Và xin mến chào.